Chào mừng các bạn đến với kênh Xin. Hôm nay là cuối tuần đó các bạn, mình sẽ tổ chức cho một cuộc trò chơi nha. Đó là trò chơi trốn tìm. Và địa điểm trốn tìm của mình là ở trường học nha các bạn. Giờ mình sẽ tìm ra người bắt nha các bạn. Bây giờ mình chơi trò là tìm nhiều gác bị đi để xem ai là người bị bắt nha. Nè, giơ tay lên. Nhiều gác bị. Nhiều đâu? Đây nè, nhiều nè, màu trắng nhiều nè. Màu trắng 6 người nè, nhiều nè, mình ra nè. 4 rồi, 4 này. Nhiều gà ớt bị. Quay. Ốc đậu. Gà ớt bị. Chị Hồng bị không? Hồng là người bị nha. Giờ tụi mình sẽ đi trốn. Giờ Hồng sẽ đứng đây đếm tới 500 nha Hồng. Bây giờ Hồng đếm rồi tụi mình sẽ chạy trốn nha các bạn. Rồi, bắt đầu đếm nha. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56 57 78 79 90 95 100. Đi trốn nha mọi người. Đi trốn. Bây giờ mình sẽ đi trốn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi trốn Hồng nha các bạn. Giờ Hồng đã bắt đầu đi tìm 500. Ai đứng gần cột bác trăm bàn. Tìm quá. Nghe tiếng trên đây thì mình sẽ đi tìm trên đây. Thấy rồi. Xí Đạt, Xí Vin. Ra đây, ta thấy rồi. Ôi, nó không. Ủa hả? Xí Tần. Xí Vin. Xí Hạnh. Đạt trốn nè, đạt trốn đó nha các bạn. Mình coi Hồng nó ra tới chưa. Còn Lập với ai đợm? Đâu rồi ta? Mệt quá. Tiền hoài không thấy ta. Hiện tại là tất cả là binh sĩ hết rồi, giờ còn có hai đứa mình. Nhưng mà chưa có thấy nó đâu chứ. Còn một mình đậm. Trốn giùm bà. Đậm chiến thắng rồi. Đậm chiến thắng rồi mọi người ạ. Vòng đầu tiên á các bạn, Hồng là người bắt, Đậm là người chiến thắng. Vòng 1 á là mình kết thúc nhanh á các bạn, do mấy đứa nhỏ là nó chưa được tìm được chỗ trốn thích hợp ha. Bây giờ mình sẽ chơi tiếp vòng 2 để cho kịch tính và hấp dẫn hơn ha. Bây giờ mình sẽ Bin là người bị bắt đầu tiên hồi nãy nên sẽ tiếp tục là người thay thế cho Hồng. Bây giờ Bin nó sẽ đếm và tụi mình sẽ trốn nha các bạn. Rồi đếm đi Bin. 5 10 15 20 25 30 45 45 50 55 60 65 70 75. Bắt đầu hiệp 2 các bạn ơi. Trốn đây.
hãy đợi chút cho mình này nhé. Dạ. Mình đi lên phòng mình đi. Chết rồi chứ nào không có chỗ trốn các bạn ơi. Chạy lẹ. Mình nhảy xuống vô cũ luôn đi. Hết chỗ rồi. Chết mẹ chú nó không được. Rồi mình sẽ trốn đây nha các bạn. Đây, ở sau cái miếng này. Trời ơi. Im đi. Giờ mình sẽ trốn ngay chỗ này nha mấy bạn. Trốn sau bụi xa quá. Mình sẽ trốn đây nha mọi người. Chỗ trốn lý tưởng. Mình sẽ trốn chỗ này nha các bạn. Chỗ này rất là kín đáo nha các bạn. Chỗ này rất là kín đáo nhưng mà có điều nó hơi nắng và nực hơn. Mình đã tìm được chỗ trốn nha các bạn. Không biết đợt này pin nó kiếm sao nữa. 500. Không ngờ mình là người chiến thắng của mấy bạn. Giờ
Dòng 2 này á các bạn, Bin là người bắt. Dòng 2 này Hồng là người cuối cùng bị bắt nghe các bạn, nên Hồng sẽ là người chiến thắng. Hồng á, do dòng 1 á là người đi bắt người ta, và nó sẽ biết chỗ nào trốn, không có bị bắt sớm nên nó trốn, bởi vì nó chiến thắng. Nãy giờ mình quay 2 vòng là mấy đứa nhỏ đã mệt rồi đó các bạn. Với lại chờ hiện tại giờ đã nắng lên rồi đó, nên mình sẽ kết thúc video ở đây nha các bạn. Video này thì chỉ có nhiêu đây thôi. Nếu mà các bạn thấy video này hay và thú vị thì hãy nhớ bấm vào nút thích và nút đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye bye.